Ủa sao đi đâu mất tiêu ta? Trời ơi đẹp trai vậy mà kỳ cục. Trời ơi tự nhiên cái nhà cũng gửi à. Trời ơi đẹp trai vậy kỳ cục đó chưa kịp sao xuất thoại đó. Ô la la đường công em đấy đã. Ô la la chán chê xếp chơi đi. Trời con nhà ai mà sao mà nột dữ vậy ta? Eo dữ thần vậy ta? Áo bò đì hen, quần ôm hen, giày cao gót hen, ngon nè. À xin số khỏi được. Ủa, nào quen quen ta? Thiêm Khun. Bảy bà không được kêu ta bằng Thiêm Khun. Dạ chứ lại gì? Này ta mới qua Thái rồi. Dạ. Đừng gọi ta Thiêm Khun nữa. Gọi là gì? Ta đặt tên nước ngoài rồi. What? Maria Ozawa. Này, tôi chính thức chuyển qua tên Maria Ozawa. Cái tên này quen quá vậy. Trời, tao nghe mấy đứa con gái lớp tao nói á. Trời, con này nó diễn hay lắm. Trời ơi, cái đó tao cũng biết rồi. Trời ơi, vậy tôi quá nên tao mới lập mệnh con đó đó. Ủa mà vậy bữa nay Thiến tới chỗ con chơi gì vậy? Trời ơi, từ năm 1970 trường thành là bá đạo Thiến học hát năm 2010. Ủa vậy nói 2070 chi vậy? Thích nói à? Vô chụp post Facebook con. Trời ơi lâu quá bây giờ lại chụp vô. Cái gì ạ? Để Thiến đăng status. Lâu lâu về trường thiệt là xúc động vật. Có có vậy mấy lượt like. Trời ơi like dữ thần gì bay. Chuẩn bị đi thi Việt Nam nó top angel. Thấy sao thấy Thiếp còn sao? Dạ nhìn nâu lắm ạ. Trời ơi mà công nhận nhìn này con lại đây nhìn gì vậy? Dạ. Vô đây đó thấy chưa, cái con nhỏ mặc áo đỏ rồi đứng có đẹp dữ thần không biết nữa. Trời ơi đúng thiệt, tấm hình này đẹp nhưng mà đẹp do cái trường của mình đẹp kìa, trung học phổ thông Dầu Tiếng kìa. Còn dù gì hình tao đẹp ơ mà công nhận đẹp thiệt. Ừ thấy không cái trường đẹp không, lộng lẫy xa hoa kinh điển chưa, thấy không? Trời ơi tao nói lâu lâu trở lại trường mình dễ thật luôn á. Vừa bước vô trường là nhìn thấy cái cổng cái hành tráng rồi, đi vô sâu ha, hai cái cây xanh ngắt luôn. Đâu con? Cái cây trường nè, thấy không? Cái sân trường rộng, khuôn viên trường rộng. Trời ơi cây hai bên đây nè quý vị, mát dữ thần vậy hả? Trường Dầu Tiếng trồng hai này 80 năm rồi quý vị tới nơi hả? Trời ơi 80 năm hả? Chưa hết đâu, đây là mới cái sân thôi. Khi mà Thiếm bước vô trong là Thiếm biết được cơ sở vật chất của trường rất là lộng lẫy và xa hoa. Trường được thiết bị hơn 15 máy chiếu. Sao mày? Và hơn 100 máy vi tính. Thiệt luôn. Sao mày ơi, khoan, 100 máy vi tính hả? Dạ, khoan mà máy vi tính của trường có nói yên tập nách đàng hoàng. Yên tập nách luôn? Dạ. Bơi học sinh vô, lên Facebook like hình cho Thiếm. Ok, chúc like liền. Trời ơi tao nói, rồi còn gì nữa không? Hồi đó hả, tao nói hả, học trò trường tao hả, trời ơi tao nói nghèo nước cũng tơi luôn. Trời ơi tao nói đi đâu thi không có giả trơn. Trời tao nói học sinh trường tao hồi đó hả, tao giỏi nhất nè. Vậy là Thiếm chưa biết tụi Dầu Tiếng học sao. Học sao? Vừa rồi thi Olympic toán á, Thúy Vinh á, đứng có sao trường Duy Hùng Dương à. Ngộ vậy á, thi văn sâu quê được có 6 giải à. Dạ, rồi thi hóa được giải 3, casino được giải 4. Rồi hả, còn hả, nhiều thứ khác ví dụ như là hả, thi cổng trại cũng có giải nè, thi hoa phượng đỏ. Ngân, trời ơi hồi đó hả, lớp Thiếm mẹ hả, ở ngay cái WC năm sau trời tao nó rất thương, đau luôn á, mày sao rồi? Giờ nó còn có một sao à. Sao hả? Mà vô là khỏi muốn ra luôn. Gì kỳ vậy? Tao nói cái bệnh đó, tao gọi là cái bệnh gì không biết nữa mà vô là ghiền lắm. Ghiền hả? Dạ. Rồi thơm vậy hả? Ừ. Rồi dữ thần chưa? Dạ. Rồi học sinh học giỏi. Bữa nào qua trường ta thử. Thầy cô đâu ra giỏi dữ hả? Quên nói Thiếp nghe. Thầy cô trường Dầu Tiếng là những người được đào tạo